Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về hoa Tết ha. Thì hôm nay thì mình vẫn làm về cái chủ đề là trồng bông vạn thọ, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận chung kênh của mình. Thì có một câu hỏi của bạn là Nhung Nguyệt á, thì bạn này là đang có cái phân là 20-20-15 các bạn. Thì bạn này kêu mình là chia sẻ cho các bạn là về cái cách tưới phân, cũng như là ngâm phân là như thế nào, và cũng như là cái thời gian cách nhau là bao nhiêu ngày để mình tưới phân cho nó hợp lý, và khi tưới các bạn là mình tưới ở trên gốc hay là tưới ở trên lá đó. Thì bạn này là nêu rất là rõ nha mọi người ha. Thì trước đó thì mình cũng có là chia sẻ cho các bạn về cách tưới phân khi mà cái cây vạn thọ của mình các bạn mà nó ở cái giai đoạn đầu đó, thì các bạn có thể là xem lại cái video đó nha. Nhưng mà trong cái video này thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là khi cây của mình là nó đã ra chậu rồi nha mọi người. Có nghĩa là cây của mình là nó đã phát triển cũng khá là ok rồi đó, nó không có bị vàng lá hay là nó bị trái lá gì hết. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ vào cái nội dung ha. Rồi thì trước khi mà mình chia sẻ cho các bạn về cái cách ngâm phân cũng như là tưới phân đối với cái dòng phân là 20-20-15 cộng TE các bạn, thì mình sẽ là chia sẻ lại cho các bạn về cái cách ngâm phân đối với cái dòng phân là DAP ha. Vì khi mà cái cây vạn thọ của mình các bạn mà nó ở cái giai đoạn đầu á, thì mình không thể nào mình sử dụng cái phân hóa học là 20-20-15, tại vì đạm của nó rất là cao luôn nó, và cái cách ngâm phân cũng như là cái cách tưới phân của nó thì nó sẽ hoàn toàn khác đối với cái dòng phân là DAP. Cái dòng phân DAP các bạn thì đạm nó sẽ không có cao bằng là cái phân là 20-15 ha, và nó sẽ tưới được ở cái giai đoạn đầu khi cây của mình mà nó còn nhỏ ha. Thì một ký phân DAP như vậy các bạn thì mình sẽ ngâm cho nó là 3 lít nước. Và sau khi mà mình ngâm cho nó tan thật là nhuyễn các bạn, và mình sẽ lấy là 80C và mình sẽ pha cho nó là cái bình là 10 lít nước, và mình tưới trên những cái cây chậu bông vạn thọ của mình mà nó còn nhỏ ha. Thì thông thường á, một bình là 10 lít nước như vậy á, là mình sẽ tưới cho nó tầm đâu khoảng đâu là 50 chậu nha các bạn. Đó, thì đó là cái cách ngâm phân đối với cái dòng phân DAP và cách tưới ha. Và mình sẽ tưới vào gốc và mình sẽ không có tưới ở trên lá nha các bạn ha. Nếu tưới trên lá là nó sẽ bị trái lá nha. Rồi thì quay trở lại đối với cái dòng phân là 20-20-15 cộng TE này các bạn. Thì đây là một cái dòng phân là đạm cao nha mọi người ha. Và mình sẽ không có tưới được khi cây bông vạn thọ của mình mà nó còn nhỏ nha các bạn. Có thể là nó sẽ bị trái rễ hoặc là nó sẽ bị vàng lá và trái lá nha mọi người ha. Thì các bạn lưu ý ha. Thì bạn nào mà lỡ tưới rồi thì các bạn là nên xả nước, cũng như là các bạn xịt dưỡng lại nha mọi người. Thì cái phân 20-15 này các bạn thì mình chỉ được tưới trên cây bông vạn thọ của mình á khi cây nó đã trưởng thành, tức là cây của mình nó đã ra chậu rồi và mình cũng đã bấm ngọn rồi. Thì nếu như là những bạn mà chơi Tết á, thì bạn có thể tưới cái loại phân này á là nó tầm đâu khoảng đâu là tháng 12 âm lịch nha mọi người ha. Thì bạn có thể là tưới được, và với cái liều lượng là như sau. Thì một ký phân 20-15 cộng TE này á thì bạn có thể là ngâm cho mình là 5 lít nước nha mọi người. Phân DAP lúc nãy mình chia sẻ cho các bạn là chỉ có 3 lít nước thôi. Nhưng mà cái phân 20-15 này á, là các bạn phải pha cho mình là 5 lít nước. Và mình đợi phân nó tan ra các bạn. Và mình sẽ lấy một cái chung là CC ha, là tầm đâu khoảng đâu là 80C. Và mình vẫn tiếp tục là mình đổ vô cái thùng dồi của mình là 10 lít nước. Và sau đó thì mình tưới trên cây bông vạn thọ của mình nha các bạn. Thì thông thường á, thì 10 lít nước phân ngâm 20-15 này á, mà khi mà cây nó đã trưởng thành á, thì bạn có thể là tưới cho nó là tầm đâu là 30 cho đến là 35 chậu nha mọi người. Thì cây của mình là nó sẽ phát triển tốt ha. Và cái thời gian mà cách nhau là tầm khoảng đâu là một tuần nha các bạn. Thì từ 5 ngày cho đến là 7 ngày là bạn có vẫn có thể là tiếp tục là bạn tưới lại nha. Đó, thì cây của mình là nó sẽ phát triển tốt. Và các bạn lưu ý ha, là mình sẽ tưới vào gốc của nó chứ mình không có tưới trên lá nha các bạn. Vì cái dòng phân này đạm nó rất là cao, có thể là nó sẽ bị trái lá nha. Thì mình cũng vừa là trả lời câu hỏi cho bạn là Nhung Nguyệt ha, về cái cách là ngâm phân cũng như là cách tưới phân nó như thế nào đối với cái dòng phân đạm cao 20-15 này ha. Thì bạn nào mà có câu hỏi nào mà liên quan đến với cái chủ đề là trồng bông vạn thọ đó, thì bạn có thể là bình luận bên dưới video của mình, thì mình sẽ cố gắng mình trả lời cho các bạn nha. Và tiếp tục thì mình sẽ là trả lời câu hỏi cho một bạn tên là Gia Lâm ha. Thì bạn này có trồng bông vạn thọ nhưng mà bị ốc sên các bạn, nó ăn quá. Và bạn hỏi mình là có cái loại thuốc nào để mà phòng tránh được cái ốc sên hay không. Thì ở trên thị trường các bạn nó bán rất là nhiều cái loại thuốc luôn. Nhưng mà mình thấy cái loại thuốc là mọi ốc là 6GR á. Thì cái loại thuốc này nó rất là hay nhưng mà nó cũng rất là rẻ nữa các bạn. Thì một gói 100g như vậy các bạn là nó chỉ có là đâu là 30.000 thôi. Và bạn cũng có thể mua và bạn rải ở quanh gốc ha. Và khi mà ốc ma hoặc là ốc sên của mình các bạn mà nó ăn chúng á, thì tự động thì nó sẽ chết nha.
Nó thì câu hỏi này nó cũng rất là đơn giản thôi, nên mình cũng dành cái thời gian ngắn ở cuối cái video này thì mình trả lời cho bạn. Thì mong rằng là cây bông vạn thọ của bạn thì nó sẽ phát triển tốt ở cái thời gian tới nha. Rồi thì mình cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha.